Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 9 tháng 8 anh em. Rồi buổi tối hôm nay thì em lên đầu tiên là ba cái lô phụ tùng anh em. Lô A, lô B và lô C ha. Rồi ba lô phụ tùng anh em. Phụ tùng thì nó sẽ có là hôm nay là có vỏ nòng nè, IC nè, rồi bố côn nè, rồi chó giật đồ anh em. Rồi những cái rồi phụ tùng linh tinh rồi ha, tâm đích rồi ha. Rồi hôm nay thì có những cái vỏ nòng anh em, vỏ nòng về anh em mình xem mình xài sử dụng ha anh em. Rồi mình thay thế cho khách được luôn ha. Rồi hôm nay có lên lô chữ A, lô chữ B và lô chữ C anh em. Rồi mấy cái lô này thì em bán đồng giá cho anh em là 500.000 lô anh em, giá xả giá rẻ ha. Này là phụ tùng đủ thứ các loại anh em. Rồi em vô cái lô đầu tiên, cái này thì em bán đồng giá anh em 500.000 lô ha, 500.000 lô. Rồi cái này thì đủ thứ các loại nên anh em mình về mình thay thế cho khách thì bao vip nha anh em. Rồi cái lô chữ A này thì ở đây có cái mặt dịch đề nè. Mặt dịch đề này của Echo nè. Mặt dịch đề Echo nè. Rồi ở đây thì có tay ga nha anh em, tay ga rồi công tắc rồi nó nằm trên cùm tay nè. Ga bóp được ha. Rồi móc dây đeo, chó giật nha anh em. Cổ phím. Cổ phím rồi IC, bố côn nữa nha anh em. Bố côn này của Magu nè. Rồi bố côn của Echo. Mặt giật thì đây có mặt giật gì đây, trợ lực nữa nè. Mặt giật cho anh em. Echo 260 trợ lực luôn nè. Rồi. Ở đây em có bốn cái vỏ nòng. Vỏ nòng này của thằng gì đây? Vỏ nòng này hình như vỏ nòng máy cưa nha anh em, vỏ nòng máy cưa ha. Vỏ nòng máy cưa nha anh em. Một cái vỏ nòng nè. Vỏ nòng này của thằng Echo, Echo 260 nè. Về anh em mình tận dụng lên nha anh em. Vỏ nòng này của Magu. Magu nè. Cái này con cái này chắc nó bị nó hơi bị ten rồi nha anh em. Về anh em mình đánh lại được thì là xài nha anh em. Còn đây cái vỏ nòng của Robin NB31 nè. NB31 anh em, vỏ nòng. Vỏ này thấy còn đẹp nha anh em. NB31. Rồi, lô chữ A nha anh em. Tâm này của Gabit nè. Robin Gabit nè, tâm này 7 khía nè. Tâm này của Echogen. Tâm này của thằng Komatsu. Rồi lô chữ A nè. Lô này lô chữ A ha, 500.000. 500.000 anh em, lô chữ A ha. Tiếp theo là lô chữ B. Lô chữ B thì có là cái tâm của thằng Magu 26 nè, rồi Genos nữa nè. Tâm này là tâm này nó khía này, khía Komatsu anh em, khía Komatsu. Tâm này tâm Magu. Mặt giật Komatsu. Rồi đây bình xăng con anh em, bình xăng con nè, rồi tay ga. Rồi bố côn IC lửa rồi nghe anh em. Bô rồi lưỡi dao rồi luôn nghe anh em. Tâm này tâm con Komatsu nữa nè. Tâm này tâm Komatsu cánh bướm nghe anh em. Đây một cái vỏ nòng Echo của thằng Echo 260 262 nè. Vỏ nòng Echo. Rồi vỏ nòng Echo nữa nghe anh em. Vỏ nòng này của Magu chứ. Magu này Magu 26 nè. Vỏ này nó hơi bị lột nhẹ phía trên đỉnh này. Magu 26. Vỏ này của thằng Magu nữa nè. Magu 23. Con này của thằng Komatsu nè, Komatsu ha. Rồi vỏ nòng anh em. Về anh em mình tận dụng đi ha. Rồi, đủ thứ các loại anh em, một lô đồng giá. Đồng giá lô này lô chữ B anh em. Lô chữ B ha, 500.000 anh em, phụ tùng ha anh em, phụ tùng lộn xộn ha. Lô chữ B 500.000. Tiếp theo là lô chữ C. Rồi, lô chữ C anh em. Lô chữ C thì có tâm của thằng Echo 26 mà tâm ba lô. Tâm này tâm của Robin Genos nè, Ruby Genos. Tâm của Tanaka hai chống. Một cái bu ly này về mình độ chế anh em, mặt giật được ha. Rồi vỏ nòng thì đây em có vỏ nòng gì đây, vỏ nòng Magu nè, có IC nè. Vỏ nòng Echo 260. Vỏ nòng của Magu 26. Vỏ này của Komatsu 23 nha anh em. Rồi một lô đồng giá 500.000 tiếp nha anh em. IC nè, bố côn, cổ phím, chó giật luôn nha anh em, lộn xộn ha. Đủ thứ các loại 500.000 nha anh em. Một lô 500.000 ha, đồng giá. Rồi, lô này lô chữ C nha anh em, 500.000 luôn ha. A, B, C nha anh em, 500.000 đồng giá.
Rồi anh em nào chốt lô nào thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626585 nghe anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.